Quý vị thấy em đội cái nón lá này như thế nào? Dễ thương không? Đội cái nón lá vậy là biết là tôi yêu mến con người Việt Nam như thế nào, đúng không? Ha, rất trân quý và rất là trân trọng. À, đáng lý là hôm nay. Đúng rồi. Chưa. Nói chuyện trước. Đáng lý là hôm nay thì mình không có thật sự là thì không có ồn ào. Thật sự là như vậy, nhưng mà xin lỗi mọi người là bởi vì mình là nghệ sĩ mà. Mà bây giờ mình không ồn ào thì làm sao mà mình có sự ồn ào được. Thì bây giờ thì hôm nay là ở đây chắc cũng Long nghĩ là 100 mấy người rồi. 100 mấy người, 200 người này á. Hôm nay á, Long chịu khó, Long làm xấu một bữa. Là bởi vì bà con biết làm sao không? Mỗi người một chút ít đi. Long á, muốn cho bà con có một cái phước, coi như 1 đồng cũng được, 2 đồng cũng được, 20 đồng cũng được. Long sẽ nguyên góp cái tiền từ thiện này, Long một lát nữa công khai xong Long chuyển cho Mặt trận Tổ quốc từ thiện liền. Đó, để gửi ra cho bà con miền Bắc nè, mua được mì gói nè, mua được gạo nè, mua được tất cả cái gì mà bây giờ mình làm được, cái gì mình làm. Bởi vì cuộc đời của Long là nghệ sĩ, Long chỉ biết hát thôi. Tiếng hát của Long á, đáng lý Long không hát, nhưng mà hôm nay Long muốn làm cái điều này. Long hát một bài để Long đi xuống dưới bà con cho 20 ngàn cũng được, mà 10 ngàn cũng được nữa. Để Long cộng lại coi Long được bao nhiêu, rồi Long sẽ bù ra. Hôm nay trước tiên á, hôm bữa Long mới gửi vô là chương trình từ thiện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam á, ở ngoài miền Bắc á, thì Long đã gửi 20 triệu rồi. Hôm nay Long sẽ tự móc tiền túi của mình ra trước, Long sẽ ứng ra trước là 10 triệu nữa, để mà làm gửi cho Mặt trận Tổ quốc là mua mì gói, mua tất cả cái thực phẩm để mà bà con cô bác ở ngoài dùng. Nhưng mà hôm nay thì đi hát không cũng không được, phải không Sông Minh? Cho nên cho Long làm xấu một bữa đi. Kệ, không có xấu hả? Long sẽ đi xin, mọi người cho Long xin đi, 1 đồng cũng được, 2 đồng cũng được nữa, kệ. Bây giờ mọi người không có cần mọi nhiều đâu, Long sẽ bỏ ra trước 10 triệu. Rồi xong cái này á, lát nữa mình coi cái nón lá này được nhiều, mình đếm xong cái lát là Long chuyển cho Mặt trận Tổ quốc từ thiện liền. Phải không Sông Minh? Lên đây, lên đây. Lấy thêm cái nữa, trời, lấy cái nón nữa coi bà con ơi. Hôm nay bà con đồng lòng với Long được không à? Nha, mỗi người 1 đồng cũng được, 2 đồng cũng được, Long xin đi. Thiệt luôn á, mình bỏ ra đi. Trong thời điểm này là mình sẽ phải làm những điều này. Cho nên là hôm nay sẵn dịp mùa Vu Lan á, dạ từ từ đưa cho Sông Minh cái nón á. Nhà báo Sông Minh, xin mời nhà báo Sông Minh lên em. Lên đây Sông Minh, lên nói vài câu coi. Lên nói vài câu với anh. Sẵn anh còn nhân dịp mùa Vu Lan á, Long sẽ hát một bài để gửi tặng tất cả các anh chị. Nếu còn cha còn mẹ thì cũng nghe, mà không còn cha còn mẹ cũng nghe luôn. Bài hát được mang tên Vu Lan nhớ mẹ. Rồi. Ai mới hưởng ứng 200 ngàn đó, trời tươi xanh một chưa? Người anh chỉ cần nhiêu đây thôi, bạn tôi phát tâm trước. Kính thưa quý vị, khởi điểm là 10 triệu của nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long. Em đã mở 10 triệu vô đây rồi ha, gửi cho bà con phía Bắc của mình cùng chia sẻ với bà con phía Bắc nào, mình có ai có không? Môi ra quý vị có nhà ý hết luôn, quý vị hãy cùng chia sẻ với bà con phía Bắc mình. Đó là chương trình thiện nguyện. Lời mẹ ru con em đẹp như suối mát trong lành, để con khôn lớn cảm say cuộc đời tươi sáng. Mong muốn lòng con từ bi, con thành người tài đức vẹn toàn. Quá trời luôn, giấy xanh không à. Nè nói nè, lát mình công bố liền ở chỗ nha, diễn liền. Quá trời quá đất luôn rồi, cả nhà mình đồng lòng quá rồi. Rồi coi như là cái này là lá lành đùm lá rách nhau cả bà con cô bác nha. Hôm nay là tấm lòng của bà con như thế này Long vui lắm. Vậy là đã tội nguyện rồi đó. Chứ thật ra mà nghệ sĩ mà mình không cho hát, mà nếu mà bây giờ mà bắt ở nhà, mà trời mưa bão mà bắt ở nhà. Alo. Dạ. Alo. Chứ bây giờ mưa bão nhưng mà mình bắt ở nhà thì bây giờ nghệ sĩ ở nhà thì qua lợi nè.
Alo. Rồi chéo lên rồi, chéo lên rồi. Alo. Alo, alo. Alo. 1, 2. Bây giờ Long hỏi bà con cô bác nè. Nghệ sĩ thì chỉ biết hát thôi đúng không? Đúng không bà con? Mình đem lời ca tiếng hát mình đi đâu cũng vậy. Chứ bây giờ mưa gió bão bùng. Thật sự là có mưa, có gió, có bão, có bùng. Đó thì cũng có tai nạn, có hỏa hoạn, tất cả mọi thứ đó. Nhưng mà bây giờ nghệ sĩ của chúng em chỉ có biết là lời ca tiếng hát. Mà đem cái lời ca, cái tiếng hát của mình bây giờ đây, chỉ có một điều là đi hát, rồi đi xin tiền, rồi mới gửi tiền đi làm từ thiện. Chứ bây giờ mà ngồi ở nhà mà nói là mưa bão mà không cho hát, rồi mà không cho hát rồi ngồi ở nhà, chẳng lẽ giờ tôi ngồi tôi khóc hoài, hiểu không? Không có thực tế. Cho nên là Long phải muốn là Long đi hát hát tới đâu, giống như hôm Đoàn Quỳnh Long, Long hát cũng vậy, hai suất hát hồi hôm Đoàn Quỳnh Long cũng nguyên góp được gần 50 triệu chứ bộ. 50 triệu gửi ra ngoài Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hội Từ Thiện liền tức khắc. Bình tinh gửi cái điều đó. Và cũng là công sức của tất cả anh em chị em nghệ sĩ. Hôm nay trong cái ngày đại lễ dỗ tổ này, Long cũng muốn là đó, thấy chưa? Giấy xanh quá trời luôn bà con cô bác ơi. Song Minh, lát nữa em ngồi đây tự em đếm tiền. Trời ơi, cảm ơn các em YouTuber. Lát mọi người có chuyển khoản em nhận luôn nha. Tiền mặt không có, lấy chuyển khoản luôn. Thực tế lắm. Đây 20 triệu của chị nuôi của bên các em YouTuber ở trên mộ của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Đó, bỏ vô. Rồi thực tế nhất, bây giờ không hát không cho hát, ngồi ở nhà khóc hoài hay sao, khóc cũng đâu ra tiền đâu. Cái này mới là thực tế nè. Cái này mới là thực tế nè. Đó, cho nên cho một tràng pháo tay thật lớn ủng hộ bà con ơi. Cảm ơn hôm nay tất cả bà con của cô bác đã đồng lòng với Kim Tiểu Long trong ngày đại lễ dỗ tổ. Ông nghĩ là ông tổ sẽ phù hộ độ trì cho tất cả quý vị. Rồi, bây giờ là Long sẽ hát một bài nữa nha. Một bài hát này á là rất là tâm linh mà rất là Phật pháp. Long nghĩ là Long hát bài hát này sẽ mẹ sẽ phù hộ độ trì cho tất cả quý vị, tất cả bà con cô bác ở ngoài miền Bắc, tất cả ở năm châu bốn bể, ở đâu mà có đại nạn thì mong rằng mẹ Quán Thế Âm sẽ phù hộ độ trì cho tất cả quý vị trong cuộc sống được bình an, trong cuộc sống an lành, an vui, hạnh phúc. Tất cả những nạn kiếp ở trên cõi đời này mẹ sẽ là người phù hộ độ trì cho tất cả quý vị. Mình hãy niệm một câu niệm Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm cứu khổ cứu nạn. Long sẽ gửi đến bài hát được mang tên Lạy Phật Quán Âm. Song Minh ơi, Song Minh, em lên chịu trách nhiệm anh giữ cái thùng tiền này. Nhà báo Song Minh, nhà báo Song Minh chịu trách nhiệm giữ cái thùng tiền này. Coi như là tổng thùng tiền này là anh đã có trong tài khoản là 10 triệu nha. Em đếm làm sao lát mình công bố luôn. Coi coi hát xong bài hát này có ai chuyển khoản nữa không? Anh hát xong đi rồi đợi mọi người xem như thế nào rồi mình sẽ trực tiếp tại đây mình đếm tiền luôn anh. Đâu có, đợi Bình Tinh lên tôi bóp cổ Bình Tinh. Vậy hả? Thôi Mỹ Ngọc Quyền, người cũng được vài triệu. Đã có nhiều tầng bốn giống nhiêu à. Rồi lại Phật Quan Âm sẽ gửi đến tất cả quý vị. Chúc bà con ở ngoài miền Bắc những cơn bão đi qua sẽ bình an, phù hộ độ trì cho tất cả quý vị, tất cả trong cuộc sống được an lành. Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm phù hộ độ trì cho miền Bắc của mình tai qua nạn khỏi. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát A Di Đà Phật. Rồi bỏ cái này vô trong cái thùng từ thiện luôn. Nó để đây nha. Anh là ông Từ, anh ngồi làm ơn anh liếc vô cái con mắt vô cái tùng tiền giùm em để lát gió nó bay. Em không có tiền em đền nha. Em yên tâm đi, có Song Minh bốn mắt cái nhìn thấy hết đó à. Hả? Mọi người á thì Long cũng một lát nữa ca sĩ hát á, Long cũng có lọc cho ca sĩ, bông cho ca sĩ. Nếu lọc ai muốn giữ thì giữ, còn không giữ thì cứ bỏ vô cái thùng này. Để em tới giờ cái em công bố con gái cái là em tuyên bố tất cả quý vị là hôm nay em được nhiều cái thì em gửi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bên từ thiện, rồi xong cái bắt đầu cái là em chuyển cái bắt liền là xong nha bà con cô bác nha. Bây giờ nhường sân khấu lại cho tất cả các bạn. Anh Tường bên GNT ủng hộ cho Long để gửi chương trình của quỹ từ thiện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ra ngoài miền Bắc 5 triệu đồng.
Trời đất ơi, hôm nay có khi nào tôi gom được 100 triệu không trời? Có thể lắm chứ, bà con thương mà, bà con mình chia sẻ nhau. Đâu mà. Mời anh Tường đứng lên coi nào. Xin trân trọng mời anh Tường ạ, à, để bà đâu? Con chiêm ngưỡng tấm lòng. Ờ, múc ở dưới hả? Kìa, anh Tường đứng kìa mặc áo thun, quá đẹp trai. Cho thêm 5 triệu khen đẹp trai nữa. Ây da, căng à. Sao trẻ. Sao trẻ quá. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần dân hương và cũng như những bài hát và những hành động của nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long đã mang đến cho quý vị những bài hát nhân ngày dân hương cúng tổ và cũng đem lời ca tiếng hát. Nhân tiện đó thì nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long cũng thể hiện một tấm lòng thiện nguyện của mình và cùng tất cả các tấm lòng quý báu rất là trân quý của quý vị đã ủng hộ cho bà con phía Bắc mình rất nhiều. Xin thay mặt cho nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long cùng với các anh em, chị em, ca, nghệ sĩ chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu đến đây cùng dân hương cúng tổ và cùng chia sẻ buổi mưa buổi tiệc hôm nay. Kính thưa quý vị, không biết nói gì hơn, xin thay mặt cho anh em tất cả ca, nghệ sĩ, nhạc sĩ kính chúc quý vị một buổi trưa, một buổi tiệc chai, mặn, bánh xèo và tất cả các món ăn của nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long đã gửi tặng đến quý vị. Không biết nói gì hơn, kính chúc quý vị một buổi trưa thật vui tươi, thật sức khỏe, thật tràn đầy hạnh phúc. Cảm ơn quý vị rất nhiều.